Ở cái nhà thì hôm nay mình sẽ thả thêm một cái cá ba đuôi ha, một cái hai cá chép sen nhỏ vào hồ kiếm để nuôi. Ba đuôi này ha. Như mọi lần mình sẽ ngâm cá để cho hòa nhiệt, không bị sốc nhiệt. Bé, hai bé cá chép nha. Rồi ba bốn thôi. Đó mình thả con cá chép sư tử màu trắng này. Size cũng cỡ 5-6 thôi, lớn hơn hai cá chép này tí. Hai bé này thì là màu hồng hồng. Để thấy rõ hơn được tí. Thì trong quá trình mình ngâm á, thì mình sẽ cho cá lớn ăn trước, cá trong hồ ăn ha, để cho nó không có giành giật với cá mới. Khi mình thả ra thì nó mình cho ăn chung á, tán rồi làm cho cá mới nó sợ hơn. Lúc mình thả ra mấy con này no thì nó bớt giành giật nữa. Mấy bé cá canh chu nè, Orinda, cá chép đều đầy dễ nuôi, ngày cho ăn 8 lần luôn, cỡ tiếng cho ăn lần, cho nó áo ăn lắm. Thì hai con chép sư tử mình mua cùng size, con hải dương thì con bự con nhỏ, con này body nó bự cỡ bàn tay nè, còn bé này thì nhỏ lớn được như đây thôi. Mình thì nuôi không có rành lắm ha, chỉ nuôi cho nó khỏe mạnh, ăn đầy đủ thôi, không có rành mấy cái vụ kích size kích màu này nữa. Bây giờ mình sẽ mở bịch ra, hòa nước vào cho cá nó không bị sốc nước ha, để làm hòa nhiệt. Hồ kiến này thì nó cái kiểu là cho máy lọc thôi, máy lọc lọc cái nước ở trong, lọc cho bớt cái phần cá lên thôi, còn lại nước cạn thì mình châm thêm. Chứ mình không có hai nước, không có rảnh để hai ra rút rút vô ha. Cá ba đuôi này bự nên mình cho nó hòa nước tí, mà mở cái bịch bự nó tự ra. Ở đây là hai bé cá chép nè.
Hy vọng hai bé sẽ phát triển tốt với cá giáp sư tử mình đã nuôi ha. Lúc trước thì cá giáp sư tử mình nuôi ở trong cái lu sành á, thành con rồng á, này nó phát triển bự bự, mình chỉ nó vô hậu kiến cho nó mau lớn hơn, cho ăn được nhiều cử hơn, giống như mấy cái con đàn trâu mình nuôi vậy đó, mình chuyển nó vô đây cho nó mau lớn hơn. Con cá ba đuôi nó ra quấn người luôn, thấy mình là nó sẽ bay lại gần rồi ăn thôi. Mình quay cái này là nó sẽ cứ quay xung quanh camera, đi sai được quay gần là thấy, quay đôi che hết nha. Thì trước mình có một cái bé cá ba đuôi màu đậm hơn màu này đang ở ngoài hồ xi măng, thời gian nữa mình cũng sẽ chuyển ra đây cho rộng rãi hơn, chuyển dần đến hồ kiến sẽ ăn nhiều cử. Đây có cây cầu bờ nè, bữa mình thả cắt ngang rễ nè, thả vào cắt hết lá luôn, rễ trong nước nè ha, nhánh này là trắng đó, còn lá nó đây nè, đó, lá mới của nó đó, cầu bờ thủy sinh thì nó sẽ ra lá bốn cái lá ha, gọi là cỏ bốn lá, tên nó là cỏ cầu bợ. Khi có đèn có nắng thì nó sẽ mở bốn cái lá ra, còn không có nắng buổi tối á, sẽ khép lá lại không mở ra nữa. Bên đây nè cũng có một cỏ bốn lá ha, nhưng mà hiếu ánh sáng này nó sẽ khép lá là ngủ đây ha, mấy lá là ngủ nè, nó khép lại nè thì có nắng mới mở ra, thì lá không tốt bằng kiểu gần đèn nó bị cháy. Ít ánh sáng hơn, yếu hơn. Bên đây cỏ nè, cái lá nó mở ra hết rồi, có nắng mở ra hết ha. Mở như thế này, còn không có nắng thì nó sẽ khép lại vào buổi tối, gió ấu hái. Ấu hái cũng bắt đầu dần ngủ nè, nhưng mà có đèn thì nó không có khép lại kín lại. Tôi có một bạn comment thì nói là 12 giờ là nó khép kín nhất mặt lá ha. Rồi ô nô luôn, đèn châu nó chui vô bạch của cá ba đuôi ở chung luôn nè. Mình mở to bịch luôn cho cá đuôi nó ra, nó bình thường như thả cá mới vào hồ thì nhớ thả muối hột ha, muối hột để sát khuẩn nguyên hồ, lỡ cá mới có mầm bệnh này nọ thì
phòng bệnh được. Bữa nay mình hết muối hột mà, cho nên mình chưa bỏ. Thì mình bỏ sao? Lưu ý như vậy, chỉ xài muối hột cả nha, không có xài thay thế bằng iốt không muối khác nha. Muối hột thì ảnh hưởng gì hết, mình trồng cây như này thì bình thường. Lưu ý nha, chỉ xài muối hột. Rồi bây giờ mình thả cá ba đuôi này ra. Bình thường thì mở bịch cho nó tự bơi ra. Nếu bận thì thả ra, nãy giờ ngâm cũng ok. Bây giờ ngâm còn 15 phút. Ít nhất 15 phút. Đến 1 tiếng. Lúc mình ổn định rồi mình ngâm tầm 10 phút là được. Nó cá ba đuôi nó bơi ra rồi. Rồi còn canh chua này nó hết vào bọc luôn nè. Tiếp theo sẽ cho hai bạn cá chép mini và còn nhỏ nên gọi là baby đi. Cái mini mất công hiểu lầm là nó không lớn, nó nhỏ hoài. Rồi B xong. Kéo hai lần bỏ chứ được 10 ngày vậy nè. Ở đèn nó vẫn ổn ha. Này thì ở nhà mình hái và thả vô, còn ship về thì nó không được đẹp như này đâu, phải cái thời gian phục hồi nữa. Cái hân nó đẻ kéo hái con nè. Giờ lại ướp mà nó canh được. Nói chung là có đèn này thì ánh sáng trắng đủ màu được. Còn cá này cá Oranda mình được tặng nè, nuôi này nó lớn được nhiều đây. Chuẩn bị cho cá ăn tiếp, cái con này nó ăn rất là nhiều luôn. Cái đám cỏ bò này nè, hay dướng cám vô đây lắm đó, là nói là có liền. Thả như mình phải kiểm tra ha, cám dính trong đây nè, để qua ngày là có chuyện liền. Nuôi cá phải kỹ càng về đồ ăn không để dơ qua đêm ha. Bây giờ mình sẽ tìm cá mình thả ha. Cá chép hay một con góc trái ngay mới lọc rồi. Bỏ xí luôn. Cái hồ của mình nó dơ rồi. Như đây nè. Con góc trái, một bé. Rồi
còn cái ly của một bé đủ hai bé. Còn cáp ba đuôi đèn ở bên này, cái lọc bên đây, cáp ba đuôi size tầm 70% so với con cáp ba đuôi ở ngoài hồ xi măng mình thả. Đây là mặt dưới cái ô hái này ha. Áo hái thì rụng lá nhiều, ra lá nhiều thì phải rụng thôi, không có gì vĩnh cửu. Mà nếu mình ổn định nên không sao có máy lọc nữa. Tốt. Đây, ta phải đưa mình hả? Rồi mình sẽ kết thúc clip ở đây ha.